Alo, các bạn nghe được không? Dạ nghe. À, xin chào các bạn. À, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé.
Alo, Long ơi. Dạ em thầy ơi. Rồi, cảm ơn em. Mày đợi mãi em mới vô. Còn ca sĩ Dạ hôm thầy ơi, nay em sao đang mà làm đi đồ được ăn trễ sáng thế? nên là em hơi vô trễ xíu hả? À, thế hôm nay chuẩn bị lên sóng luôn đúng không? Thầy ơi bây giờ em đang hơi hơi rối ren nên là tạm ra chơi đi thầy ơi, em sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Thầy cứ nghĩ là em cố tình vào trễ để em hát liền. Ra Trời ơi, chơi. em lo làm đồ ăn quá xong em quên mất tiêu. Em À, vậy bây giờ mới vô lại. ok, cả lớp đợi em đó nhá. Dạ ok thầy. Rồi, ok. Đây, nếu mà bạn Long đã vào thì chúng ta sẽ làm việc luôn ha. Cho thầy hỏi là Quân ơi, Quân ơi, Dạ thầy. trong lịch trình hôm nay chúng ta sẽ thuyết trình đúng không em? Dạ đúng rồi. Ủa, nhóm em có gửi bài cho mail cho thầy không nhỉ? Em có gửi rồi thầy ơi. Thầy có phản hồi lại chưa? Em chưa thấy phản hồi. Ồ, sao lại thầy em gửi từ bao giờ vậy Quân? Em gửi từ hôm thứ bảy thầy. Hôm thứ bảy luôn hả? Dạ. Em là người gửi trực tiếp luôn là Quân? Dạ em gửi. Ok. Rồi. Em gửi. Thầy có phản hồi hôm qua rồi thầy, tối hôm qua thầy có rep lại rồi, em mới check lại mail xong. Nhưng mà em gửi không đúng cái tiêu đề, thành ra là thầy có cái lớp buổi sáng, thầy cứ nghĩ là không phải là nhóm em. Em có ghi là buổi sáng ngày 15 tháng 11 tới thầy. 15 hay là 13? 15, em có ghi sáng 15 đó thầy. Đâu thầy sẽ nào. Ok. Đợi thầy chút xíu nha. Quân. Đúng không? Thầy nhận được một bài của Hình Anh Quân là nhóm 3 bài thuyết trình sáng ngày 13 tháng 11 này. Không À phải là em ghi nhầm cái tiêu đề tôi xong luôn, thầy không này. xem kỹ nhóm đó thì nó qua mất rồi. Em ghi nhầm cái tiêu đề mất. Tại thầy bảo không à, quân này là lớp này, trời đất ơi, thành ra là thầy không có xem kỹ cái file của nhóm em nhé. Mà em gửi mà vào sáng ngày thứ bảy mà lại thuyết trình sáng thứ bảy luôn, thầy bảo là chắc là nhóm này làm rồi, bởi vì nhóm thứ bảy mà gửi thứ bảy thì thầy không có xem nữa bởi nó trễ. Hóa ra là em là ghi là sáng ngày 13 tháng 11 nhưng mà thực chất là 15 tháng 11 đúng không? Rồi Dạ, xong. Về mặt thời em gian nghe thì 15 thầy. Em ghi nhầm mất. em gửi đúng nhưng mà em gửi cái tên sai, thành ra là thầy không có xem cái file của nhóm em luôn. Bởi vì thầy có lớp sáng thứ bảy mà sáng thứ bảy mới gửi. Thế thì thầy bảo là gửi trễ thì không xem. Rồi, ta quay trở lại. Thôi được rồi. Rồi buổi hôm trước chúng ta trao đổi liên quan đến nội dung về tạo động lực. Tạo động lực. Chương số 4 về lý thuyết tạo động lực và ứng dụng. Thì ở chương này có những nội dung nào chúng ta cần quan tâm? Tạo động lực là gì? Chúng ta có trao đổi về mặt ngôn ngữ, từ động lực người ta gọi là từ motivation. Đó là một từ ghép. Em có nhìn thấy màn hình của thầy không Quân? Alo Quân ơi. Alo Long ơi, em nhìn thấy màn hình của thầy không? Dạ thấy thầy ơi. Cảm ơn em, rồi, cảm ơn em. Motivation là động viên hay là tạo động lực đó. Thì nó bao gồm thành phần là motive cộng action. Về cơ bản, muốn động viên một ai, chúng ta chỉ cần hiểu cái động cơ ở người đó và hành động đáp ứng. Do đó, đối với tình huống của cậu bé đang trèo trên cây, chúng ta hiểu động cơ của người ta là lên vì cái gì ạ? Vì vui chơi. Tuy nhiên thì khi bối cảnh xảy ra thời tiết thay đổi, cây nó nghiêng ngả thì chúng ta hiểu là họ muốn xuống một cách an toàn nhưng họ không còn bất kỳ một thông tin chỉ dẫn nào trong đầu cả. Vậy thì người mẹ thứ nhất bám chắc tay vào cành cây trèo xuống.
rất là nghiêm khắc, nhưng có thể nó lại đưa ra một thông điệp chính xác hơn là bà mẹ hai là trèo xuống đi con yêu, cẩn thận không ngã. Ta nhớ là tình huống nó sẽ quyết định cách thức chúng ta động viên như thế nào là phù hợp. Đối với bà mẹ số 1, trong cái thông điệp của bà ấy có từ hướng dẫn, đó là bám cành cây và trèo xuống. Còn bà mẹ số 2 là con yêu và cẩn thận và không ngã. Thì con yêu cẩn thận lúc này nó không có ý về hướng dẫn, mà nó chỉ có cái từ là gì ạ? Ngã. Đứa con nhớ nhất và có thể bà mẹ số 2 khiến đứa con không được an toàn. Đối với tình huống số 2, các nhóm đã làm thì hai nhân viên dưới quyền của bạn cùng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, cùng đạt mức xuất sắc. Bạn có ngân sách thưởng là 10 triệu một người. Vậy người 1 35 tuổi, một vợ hai con, vợ thất nghiệp, tuổi, điều kiện kinh tế tốt thì mình sẽ thưởng như thế nào? Điều này cũng dẫn dắt chúng ta vào các cái phần lý thuyết tạo động lực. Lý thuyết thứ nhất rất là nổi tiếng, đó là lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow, với cấp bậc nhu cầu thấp nhất là liên quan đến physical cơ bản. Thứ hai là an toàn, và hai nhu cầu này là thuộc nhóm nhu cầu bậc thấp, các nhà lãnh đạo có thể thỏa mãn thông qua các chính sách của doanh nghiệp. Trong khi đó các nhu cầu bậc cao là nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng và nhu cầu tự thể hiện, thì cái này nó lại được thỏa mãn từ bên trong, cảm nhận của người lao động. Vậy thì nhu cầu này các nhà lãnh đạo không dễ dàng có thể đáp ứng được. Vậy thì đối với tình huống nhóm chúng ta làm, nhân viên 1 lúc này nhu cầu cơ bản chưa được đáp ứng, trong khi đó nhu cầu cơ bản của nhân viên 2, điều kiện kinh tế tốt thì dường như đã ổn rồi ạ. Vậy thì cách đáp ứng của hai người nhân viên này chắc chắn phải khác nhau. Chúng ta đến với lý thuyết thứ hai là lý thuyết IRG của Underfer. Một lần nữa ông ấy khẳng định rằng nhiều nhu cầu có thể được thực hiện cùng một lúc, và nhu cầu bậc cao không thể thực hiện thì mong muốn thỏa mãn nhu cầu bậc thấp sẽ gia tăng. Cũng giống như là bậc thấp mà không thỏa mãn thì bậc cao nó có thể gia tăng. Vậy thì người thứ nhất, nhu cầu bậc thấp chưa thỏa mãn thì anh ta cần được đáp ứng. Vậy đáp ứng bằng cái gì? Người thứ hai thì bậc cao chưa được đáp ứng, anh ta muốn đáp ứng bằng cái nào? Chúng ta đến với lý thuyết tiếp theo là lý thuyết hai nhân tố của Herbert. Herbert cho rằng nhóm yếu tố duy trì bao gồm các lợi ích về mặt tài chính và điều kiện làm việc, dường như nó cũng thuộc nhu cầu bậc thấp của Maslow. Nhóm yếu tố động viên thì nó liên quan đến những cái đặc điểm về công việc, liên quan đến cơ hội đạt được cái thành tích và khẳng định bản thân mình, nó cũng thuộc nhóm nhu cầu bậc cao của Maslow. Nếu chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này, chúng ta thấy rằng trái ngược với hài lòng không phải là bất mãn, mà trái ngược với hài lòng là không hài lòng, và trái ngược với bất mãn là không còn thỏa mãn. Chúng ta có một chính sách lương bổng rất là tốt thì chỉ làm cho người lao động không còn bất mãn thôi ạ. Muốn hài lòng chúng ta phải thể hiện thông qua công việc và cơ hội mà người ta muốn hướng tới. Nhưng nếu chúng ta chỉ thỏa mãn yếu tố động viên thì cũng không ổn, bởi vì chúng ta mất đi yếu tố duy trì, cái nền tảng của động viên người lao động, nó cũng khiến cho một chính sách của chúng ta sẽ thất bại. Nhóm yếu tố động lực dựa trên quá trình, lý thuyết kỳ vọng của Victor Hiram, đây được coi là một lý thuyết rất là cơ bản. Hôm trước nhóm số 2 cũng đã trình bày về cái này, nhóm số 3. Huyền hôm trước đã trình bày về lý thuyết kỳ vọng của Victor Hiram, cũng nói rõ rằng đây là lý thuyết gần như là cơ bản nhất, là khung với ba mối quan hệ. Mối quan hệ thứ nhất là chữ Y và chữ P, nó thể hiện trên cái chữ expectation, có nghĩa là kỳ vọng rằng nỗ lực của tôi thì tôi sẽ đạt được kết quả. Chẳng hạn trước một bài toán khó, bạn nỗ lực, bạn hy vọng rằng mình thức đêm ngày hôm nay thì mình sẽ giải được bài toán. Và nếu như đúng là bạn bỏ ra một đêm thức trắng đó mà bạn giải được bài toán, thì mối quan hệ giữa Y và P nó gần như bằng 1, tức là bạn kỳ vọng là đạt được thì nó đã đạt được thật. Mối quan hệ thứ hai là giữa performance và reward, nó thể hiện chữ Y. Y là cái gì? Y ở đây liên quan đến công cụ hay liên quan đến cái mục tiêu mà kết quả nó mang lại, đó là phần thưởng. Bạn kỳ vọng rằng với bài tập hôm nay mình làm được trong cái đêm nay á, thức trắng lại, là mình sẽ nhận được một lời khen hoặc điểm 10 của ông thầy, hoặc là một phần thưởng nào đó, ông thầy chắc chắn sẽ khen thưởng mình. Và cái mũi tên số 3 liên quan đến valence hay là giá trị mong đợi của chúng ta, đó là reward và cái goal. Nếu mà chúng ta được thưởng nhưng mà ông thầy thay vì thưởng điểm 10 cho chúng ta, ông ấy lại khen trước lớp, mục tiêu của chúng ta là nhận học bổng, mục tiêu của chúng ta là cái bằng giỏi khi tốt nghiệp ra trường, vậy thì ông ấy khen trước lớp mà không cộng điểm khiến chúng ta không được thỏa mãn cái personal goal. Và chỉ cần một trong ba cái mũi tên này nó bằng không, tức là không đạt được như kỳ vọng của chúng ta mà không có chút nào á, thì quá trình động viên là thất bại nha, là thất bại. Lý thuyết tiếp theo là lý thuyết công bằng của J.C. Adam.
đây là phần trình bày của Ngọc hôm trước và Hiền hôm trước đó, đúng không? Thì đối với hai phần trình bày này của bạn này đã làm rõ cho chúng ta, khi chúng ta làm việc chúng ta thường so sánh với cả bên trong và bên ngoài, và khi cảm nhận rằng không có công bằng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta có thể làm bằng 6 cách như sau. Chúng ta thay đổi yếu tố đầu vào, nỗ lực ít đi, hoặc là thay đổi kết quả công việc, hiệu quả nó giảm đi, và bóp méo thay đổi nhận thức, và bóp méo thay đổi về người khác, hoặc là cuối cùng là chúng ta bỏ việc. Vậy thì chúng ta quay trở lại cái tình huống này. Tình huống này, có bạn cho rằng em sẽ thưởng bằng cách, em sẽ thưởng bằng cách mỗi anh này 10 triệu, bởi vì hai anh ấy làm việc hiệu quả như nhau, nó đảm bảo tính công bằng. Có người thì bảo người thứ nhất nghèo hơn thì cho anh ta 15 triệu, anh kia còn 5 triệu thôi và tạo cơ hội cho anh ấy phát triển. Có người bảo là anh thứ hai không cần tiền thì thôi cho anh số 1 toàn bộ 20 triệu luôn đi, rồi anh số 2 chúng ta sẽ cho anh ta cái cơ hội hoặc là bổ nhiệm cho anh ta một vị trí nào đó. Tuy nhiên thì trong bài này chúng ta thấy là nhân viên dưới quyền của chúng ta thôi, chúng ta có thể chỉ là trưởng bộ phận thôi, chúng ta không có đủ thẩm quyền để bổ nhiệm anh ta là thăng tiến bằng cái vị trí cao hơn, mà chúng ta chỉ sử dụng cái cân sách 10 triệu để làm thế nào được tốt thôi. Thì cái trường hợp này bạn có thể sử dụng lý thuyết khung, đó chính là lý thuyết kỳ vọng của Victor Verome. Anh số 1 đãi ngộ rõ ràng là bằng tiền để anh ta chi trả cuộc sống là tốt nhất. Nếu chúng ta áp dụng cái phương pháp thưởng cho anh 1 bằng một chuyến du lịch đi ạ, thành quả của anh ta được ghi nhận bằng một chuyến du lịch trị giá 10 triệu đồng, anh ta có đi không? Câu trả lời là anh ta sẽ không đi đâu, mà anh ta có thể bán lại cái vé du lịch đó để lấy một số tiền ít hơn trang trải cuộc sống gia đình. Vậy thì anh ta sẽ bị mất một khoản tiền. Đó. Anh số 2, nếu chúng ta cũng thưởng 10 triệu đi ạ, thì 10 triệu là một cái phần ghi nhận theo lý thuyết kỳ vọng của Victor Verome, reward. Tuy nhiên cái reward này nó lại không đáp ứng được cái personal goal. Bởi vì khi anh ta đã điều kiện kinh tế tốt, hoàn cảnh gia đình như vậy rồi, chúng ta lại thường tiền, thì tiền nó không phát huy được vai trò tốt nữa, đúng không ạ? Nó chỉ là một điều kiện hết sức bình thường thôi ạ. Vậy thì ta có thể biến cái 10 triệu đó thành một món quà, chẳng hạn như là khen thưởng nhân viên xuất sắc, ưu tú bằng một chuyến du lịch cho hai người chẳng hạn, để anh ta có thể mời người thân, mời cha mẹ mình để khẳng định rằng mình là một người đi làm rất là giỏi. Chúng ta có thể biến cái 10 triệu đấy thành một cơ hội cho anh ta học một cái lớp kỹ năng nâng cao chẳng hạn, để anh ta có thể đảm nhiệm những công việc trong tương lai một cách tốt hơn. Thì cái 10 triệu này chúng ta phải biến nó thành động lực. Còn nếu chúng ta nói rằng anh ấy không cần tiền, chỉ cho anh ta 5 triệu thôi, còn anh kia 15 triệu, thì bạn đã vi phạm rất là nghiêm trọng lý thuyết công bằng của J.C. Adam. Đó là tôi cũng xuất sắc như anh, mà anh được 10 triệu, 15 triệu, tôi được có 5 triệu. Phải chăng là anh đánh giá tôi không bằng anh kia? Rồi, nếu chúng ta nói rằng anh này không cần tiền, vậy không thưởng cho anh tiền, cho anh kia 20 triệu toàn bộ đi. Vậy thì anh số 1 anh có hài lòng không? Chưa chắc anh đã hài lòng, bởi vì sao? Bởi vì anh không được nhận tiền mà anh lại có cơ hội thăng tiến. Cái điều đó là tôi lại rất thích. Hoặc anh số 2 nói rằng cái cơ hội này nó không xứng đáng với mức tiền 20 triệu. Bởi vì lúc này tôi nhìn thấy anh 1 được 20 triệu mà. Đã chẳng hạn, hoặc là một lời khen tặng gì đó. Cái này thì tôi lại cảm nhận rằng 20 triệu tốt hơn. Vậy thì chúng ta cố gắng biến cái 10 triệu thành một món quà phù hợp để động viên hai người này, thay vì chúng ta chia 80-20, nó sẽ đảm bảo tốt hơn các lý thuyết động viên. Còn không thì chúng ta khả năng sẽ vi phạm lý thuyết công bằng. Nếu chúng ta đưa 10 triệu vào phong bì để thưởng cho hai người này, thì lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow nó trả lời rằng cách đó cũng không hay. Chúng ta áp dụng lý thuyết kỳ vọng của Victor Verome, và 10 triệu đó phải biến thành động lực. Cách nào đó thì hết sức linh hoạt. Rồi, đây là câu chuyện của buổi hôm trước chúng ta đã làm rồi. Ngày hôm nay thầy cho mình cũng trao đổi đến nội dung tiếp theo, đó là làm việc nhóm. Đây là một kỹ năng vô cùng quen thuộc của chúng ta. Quân ơi. Alo Quân. Dạ đây thầy. Thầy sẽ trình bày từ giờ đến khoảng 8:10 nha em, tức là khoảng nửa tiếng nha Quân. Và nhóm em cũng chuẩn bị lên sóng từ lúc 8:10 nha. Thì các thành viên mình xem có đầy đủ quân số chưa, hoặc có chuẩn bị cái gì, vậy chúng ta sẽ bật cam lên ạ. Đấy. Đây là nội dung ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thầy sẽ trình bày phần đầu tiên. Trình bày phần đầu tiên liên quan đến nhóm là gì, các giai đoạn hình thành và phát triển của nhóm,
Rồi chúng ta sẽ đến cái phần các đặc tính rất là thú vị sẽ do một nhóm trình bày, đó là nhóm 3 của bạn Quân nhé. Nhóm 3 của bạn Quân. Cái nhóm là gì? Đơn giản, nhóm là hai hay nhiều cá nhân có tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau thì chúng ta gọi đó là một nhóm. Đấy, theo bạn thì lớp chúng ta có các loại nhóm nào? Alo? Một lớp học có phải là một nhóm không? Và đó được coi là nhóm gì? Chúng ta có nhóm thuyết trình này. Chúng ta có lớp học của chúng ta này. Chúng ta có ban cán sự lớp này, đoàn hội này. Chúng ta có rất nhiều loại nhóm. Nó có hai loại nhóm, đó là nhóm chính thức và nhóm không chính thức. Cho thầy hỏi là lớp mình có những nhóm chính thức nào nhỉ? Bạn nào có thể liệt kê cho thầy nhóm chính thức của lớp mình là những nhóm nào không? Loại nhóm nào? Alo? Bạn nào có thể kể tên cái nhóm chính thức của lớp mình không? Phương Huyền. Alo Huyền ơi. Thôi mời Phương Thảo trước, Thảo ơi. Theo em nghĩ nhóm chính thức của lớp chào mình em là mấy cái nhóm mà thầy chia để thuyết trình à. Rồi chính xác, nhóm thuyết trình. Còn nhóm nào nữa không Thảo? Còn nhóm nào nữa không Huyền? Em nên thầy là nhóm ban cán sự lớp, nhóm của đoàn, nhóm ban cán sự đoàn, ban cán sự bên hội. Rồi. Cảm ơn em. Còn nhóm nào nữa khác không Huyền? Nhóm chính thức hay là nhóm không chính thức? Chính thức. Hết rồi á thầy. Rồi cảm ơn em. Theo Phương Thảo còn nhóm chính thức nào không em? Em nghĩ lớp mình cũng được xét là một nhóm chính thức. Dạ. Cái nhóm nào mà việc vào hay ra nó cần phải có một quyết định. Chẳng hạn nhóm thuyết trình này các bạn muốn vào hay ra là phải có đồng ý của các thành viên và thầy nữa. Chứ không phải nhóm mình đang 6 thành viên bỗng nhiên mình chuyển thành 4 thành viên đâu có được. Hoặc là đang 6 bỗng nhiên có một sinh viên nào vô nhóm mình mà không báo cáo không có được. Vậy thì nhóm thuyết trình có thể là một nhóm chính thức đó. Đoàn hội giống như là Huyền nói hoặc là Phương Thảo nói rằng chính cái lớp mình ấy. Bạn muốn là một sinh viên ở cái lớp học phần này thì bạn phải được đăng ký học đúng không? Đóng học phí. Vậy thì không phải dễ dàng mà thầy cho một thành viên nào nó vào lớp này. Đúng không? Đó, chính xác. Vậy thì nhóm không chính thức là nhóm thế nào? Là những liên minh hình thành một cách tự nhiên từ môi trường công việc trên cơ sở những quan hệ thể hiện sự thụ cảm, sự giác cá nhân. Cái này chắc là dễ hơn nhỉ? Nhóm không chính thức của lớp mình có những nhóm nào nhỉ? Kim Ngân? Hay là những nhóm bạn bè, những nhóm mà làm bài kiểm tra chung. Nhóm làm bài kiểm tra chung luôn hả? Ok. Nhóm làm bài kiểm tra chung cũng là thụ cảm đúng không? Hỗ trợ lẫn nhau à. Rồi. Đấy cũng có thể là nhóm không chính thức. Bởi vì hôm nay tôi làm chung với bạn này, ngày mai tôi làm chung bạn khác, ai bắt được tôi đâu. Rồi. Nhóm này chắc là kể tên nhiều nhỉ. Còn bạn nào có thể kể tên được vài cái nhóm không chính thức không? Lớp mình còn có cái nhóm không chính thức là cái nhóm mà ca sĩ đầu giờ ấy. Tôi có đam mê ca hát cho nên ngày nào tôi cũng vào để được hát cho các bạn nghe. Đúng không? Chẳng hạn như là thành viên không thể thiếu của cái nhóm không chính thức ca sĩ của lớp ta, đó chính là lớp trưởng Ngọc Long. Không? Buổi nào bạn Ngọc Long bạn cũng có một lý do để lên sóng hết á. Hôm thì tự nguyện, hôm thì giả vờ đi học trễ để được lên sóng. Bạn Long là một thành viên rất là tích cực của nhóm không chính thức. Nhóm không chính thức có thể cùng đam mê sở thích, chẳng hạn như là thích đá banh, thích đi mua sắm, thích tán chuyện. Thì cái nhóm không chính thức này thì nhiều vô kể, trong cuộc sống cũng vậy, nhiều lắm nhá, nhiều. Tại sao bạn tham gia vào nhóm? Có nhiều lý do lắm. Chẳng hạn tôi bảo an toàn đi. Bạn nào nhớ ngày học tiểu học không? Chúng ta mới đến trường, có một cái bạn bự con ấy, bạn ấy đe dọa uýnh chúng ta. Vậy thì một thằng nhỏ mới lớp 1, 6, 7 tuổi nó muốn vào cái nhóm như thế nào? Nó muốn chơi với thằng nào nó mập bự con để
nó có thể được che chở, bảo vệ, an toàn. Hoặc là các quốc gia nhỏ nhỏ họ muốn vào gì ạ? Họ muốn vào các hiệp định kinh tế hoặc là quân sự để các quốc gia bảo vệ lẫn nhau. Ví dụ như trên thế giới có những cái hiệp định để gắn kết lại. Chẳng hạn như chúng ta nhỏ quá sợ các quốc gia khác người ta chèn ép chẳng hạn, thì chúng ta vào một cái hiệp hội nào đó. Ngay cả Việt Nam, một quốc gia có dân số khoảng 100 triệu là rất là lớn trên thế giới rồi, top 15 thế giới rồi. Nhưng nếu so với ông láng giềng của chúng ta thì chả là cái gì cả, và chính là Trung Quốc ấy. Nó gấp cả mười mấy lần chúng ta. Vậy thì nếu bây giờ đàm phán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, rõ ràng là chúng ta sẽ ở cái vị thế thấp hơn. Nhưng khi bạn vào ASEAN, lúc này ASEAN sẽ đàm phán với Trung Quốc thì câu chuyện nó lại khác. Bởi vì ASEAN là một tập thể của 11 quốc gia, dân số gần 700 triệu người, đúng không? GDP cũng cũng rất là cao. Vậy thì đối trọng với Trung Quốc trong cái đàm phán nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc là hiệp định về quân sự Bắc Đại Tây Dương của NATO chẳng hạn, thì một quốc gia rất là nhỏ trong đó, có một vài triệu dân thôi. Họ thấy là quy mô dân số và tiềm lực quân sự của họ chả là gì so với láng giềng. Ví dụ như là câu chuyện của Ba Lan với một số quốc gia dưới thời Liên Xô cũ chẳng hạn, với Nga gì đó, chúng ta thấy là rất là nhỏ. Hoặc là Ukraine chẳng hạn, đúng không? Hoặc là một số quốc gia rất nhỏ của Liên Xô cũ bây giờ họ cũng gia nhập NATO để làm gì? Để đối trọng, họ không lo lắng sợ hãi khi mà bị những quốc gia lớn hơn ở châu Âu đe dọa, đúng không? Chẳng hạn như là Nga chưa vào NATO chẳng hạn. Đó. Vậy thì tôi liên kết với anh để làm gì? Có lúc nào đó nguy cấp thì anh sẽ bảo vệ tôi an toàn. Thứ hai nữa là nhóm nó có địa vị. Cho thầy hỏi lời trường mình á, có khi nào bạn vào một nhóm bạn thấy cái địa vị mình tự nhiên nâng tầm hẳn lên không? Alo, nhóm nào mà mình vào một cái? Alo. Long giơ tay phải không em? Dạ đúng rồi thầy. Nhóm nào mà khi em vào em cảm thấy tự hào về cái địa vị mình được tăng cao ở Long? Dạ là em có một cái nhóm là hội sinh viên, hội học sinh lớp A của trường cũ em với thầy. À. Mà em thì kiểu hồi đó em có tạo ra một cái giống như là thiết kế ra cái chương trình về kỷ niệm mỗi hàng năm về cái lớp đó đó. Xong cái mỗi lần nhắc là tụi nó sẽ kiểu nhắc tới em đầu tiên. Nói chung là mỗi lần về thì tụi nó rất là phái em á, kiểu giống như là mình được chào đón thầy cũng khá là vui. À, cái nhóm mà thiết kế một cái chương trình gặp mặt hàng năm của lớp đúng không ạ? Và dạ, khi cái nhóm đó đạt được một cái thành tựu nào đó, chẳng hạn như gắn kết bạn bè hoặc là nó trở nên nổi trội so với các lớp khác, thì khi nhắc đến cái hoạt động đó, người ta nghĩ về cái ban tổ chức, và chính cái ban tổ chức đó sau này sẽ có cảm thấy có cái địa vị hơn người khác, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì khi mà nhắc về thì người ta sẽ nhắc tới em. Rồi chung là làm gì cũng tại vì hồi đó em cũng làm chức trong trường ấy, xong rồi cũng hay nhắc tới em nữa. À, thầy cũng hy vọng rằng người ta sẽ không dùng từ hồi đó với em trong thời điểm hiện nay. Các bạn lớp ADC này cũng sẽ dùng cái từ là bạn Long hiện nay là tổ chức rất là tốt, có nhiều hoạt động này kia, để chúng ta thấy rằng cả quá khứ và hiện tại chúng ta đều có công tác tổ chức rất là tốt. Lớp này đã có cái hoạt động off nào chưa hả Long? Dạ, bây giờ thì em chỉ nói chung là chỉ có tham gia khoảng hoạt động chung của khoa thôi, giống như là hồi đó lớp em có đi cắm trại chung với khoa á, mà đi cũng chắc cũng gần hết lớp á thầy. Có thể gọi là hoạt động off. Nhưng mà ngoài hoạt động đi với khoa ra có hoạt động nào riêng của lớp mình chưa? Dạ chưa, nhưng mà có cái ngày đầu tiên là kiểu họp mặt bạn bè lần đầu gặp á, thì có đi uống cà phê nói chuyện rồi giới thiệu bạn vòng vòng. Có khả năng là lúc ra trường thì Long sẽ tổ chức những chương trình ấn tượng như Long hả? Em thì em có khuynh hướng là nếu mà gần ra trường em sẽ cũng có người đi du lịch, nhưng mà không biết tới đó thì mình có đi không? Thôi sao bây giờ mình có 3 năm rưỡi ở trường thì mình làm luôn trong cái thời gian 3 năm rưỡi này, chứ đợi ra trường mọi người. Bây giờ cũng dịch đó thầy, nên là em cũng không dám bàn gì nhiều, không sợ bị bể hết trơn thầy. Ừ đúng rồi, không tất nhiên là mình đừng đợi đến dịch, hoặc là mình phải qua dịch này thì chính xác rồi, nhưng bây giờ mình bàn cho chuyện tương lai thôi. Một năm trước đó. Dạ đúng rồi. Câu chuyện tại biết sao, tại vì bình thường em có một câu thầy kiểu tính trước bước qua thầy, bởi vì cái gì em cũng không biết bàn gì hết trơn.
Nó lại trùng hợp với khóa K46 của chúng ta là khi nhập trường, đúng vào cái thời điểm bắt đầu có dịch 2020. Đó, nên là cũng hơi kẹt cho các bạn. Rồi, chúng ta hy vọng rằng năm 2022 khi vaccine được phủ và chúng ta coi cái Covid nó giống như một cái bệnh cúm bình thường, thì chúng ta sẽ trở lại và Long sẽ được nhắc nhở đến cái lớp này là bạn Long hiện tại nhé. Chứ không phải là khi ra trường rồi chúng ta mới nhắc nhở. Chúng ta tổ chức chương trình sớm một chút xíu. Rồi, cảm ơn em. Địa vị ở trường kinh tế này theo bạn có cái nhóm nào mình vào thì mình cảm thấy có địa vị không? Alo, trường mình này, các hoạt động, các đội nhóm thì theo bạn vào cái nhóm nào mà sinh viên của chúng ta cảm thấy mình có địa vị, mình vào được cái đó, hoặc là vào cái nhóm đó mình cảm thấy mình có cái gì đó hơi oai oai chút xíu so với các bạn khác, khi nhắc đến nó mình cảm thấy tự hào. Nhóm nào có câu lạc bộ, đội nhóm nào mà khi bạn vào bạn cảm thấy mình có địa vị không? Hình như là chúng ta vào trường cái thời điểm mà dịch bệnh nó bùng phát cho nên tham gia câu lạc bộ không nhiều phải không ạ? Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Rồi vào nhóm vì chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn được tôn trọng. À, vào nhóm để thể hiện sự liên minh, quyền lực và đạt được các mục tiêu. Đôi khi đơn giản nhất là đạt được mục tiêu. Ví dụ như thầy có bài tập nhóm mà em mà không có nhóm là em không có điểm. Vậy thì phải kiếm một cái nhóm nào đó để vô. Vô để làm gì? Để thỏa mãn cái mục tiêu của mình. À, nhiều khi chúng ta vào một cái hiệp hội nào đó, doanh nghiệp của chúng ta bước vào một cái hiệp hội nào đó cũng nhằm đạt được cái gì ạ, thị phần, cũng nhằm đạt được doanh thu lợi nhuận, thì cái đó nói chung lại là đạt được mục tiêu. Và về các giai đoạn phát triển của nhóm, khi nhìn vào quá trình phát triển của nhóm mình, nhiều khi chúng ta bảo thế nào là tốt, thế nào là không tốt, và các quá trình dù bạn muốn hay không nhé, thì một cái nhóm làm việc hiệu quả nó cũng phải trải qua các quá trình như thế này các bạn ạ. Thứ nhất là đặc trưng của giai đoạn hình thành. Đó, hình thành. Hai người yêu nhau rất là lâu, 10 năm sau mới cưới, thì theo bạn đặc trưng của giai đoạn hình thành là ngắn hay dài? Chúng ta bảo là giai đoạn hình thành hôn nhân là dài. À, nhưng mà không hẳn nha, không hẳn, à, không hẳn. À, từ hình thành nó bắt đầu bước vào bão tố, từ bão tố là hình thành chuẩn mực, từ hình thành chuẩn mực là thực hiện. À, bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ hai vợ chồng miệng nó có trải qua 4 giai đoạn này hay không? Nha. Đặc trưng của giai đoạn hình thành là gì? Chẳng hạn như là Ngọc Long đấy, yêu một cô gái năm học lớp 10 đi. À, lúc đó Long mới khoảng 16 tuổi. Và 10 năm sau thì Long kết hôn. Nhưng đặc trưng của giai đoạn hình thành của Long là gì? Là không phải là 10 năm đâu ạ. Đặc trưng của giai đoạn hình thành hôn nhân ấy, nó quyết định rất là nhanh. Hôm trước chúng ta chưa là gì cả, nhưng hôm sau chúng ta ký vào cái tờ hôn thú. Thì chúng ta bước qua cái giai đoạn hình thành đấy. Và khi mới kết hôn thì chúng ta có một giai đoạn rất là đẹp, được gọi là giai đoạn tuần trăng mật. À, alo Long ơi, tại sao mới kết hôn người ta lại gọi là giai đoạn đẹp là tuần trăng mật em, mà không phải là tháng trăng mật hay là năm trăng mật rồi Long? Tại sao lại là tuần trăng mật mà không phải là năm trăng mật? Vì sao? Vì nó liên quan đến đặc trưng của giai đoạn này là tương đối ngắn. Tương đối ngắn nhá. À, chẳng hạn như là Long yêu một cô gái và Long hơn cô ấy vài ba tuổi, cho nên Long đi làm trước. Long có nhiều tiền, còn cô ấy là sinh viên chẳng hạn. Thế là Long mời toàn bộ bạn bè của cô ấy đi ăn và Long trả tiền. Điều này có tốt không nhỉ? À, cho thầy hỏi Phương Thảo, nếu em có một người bạn trai hơn em vài ba tuổi và mỗi lần đi ăn là bạn ấy thường cover hết chi phí bởi vì thu nhập của bạn ấy 20 triệu còn em chưa có thu nhập. Vậy thì em có thích với hành vi đó không? Sao? Dạ, theo em thì em không thích thầy. Ừ, không thích à? À, nhưng mà mỗi lần mà bạn ấy mời đi ăn thì bạn ấy rất là tự nhiên trong vấn đề trả tiền, bạn ấy không có vấn đề gì cả bởi vì thu nhập bạn ấy cao. Thứ hai nữa là khi mà về phòng em ở chung với một số người thì các bạn kia là hết lời khen những người yêu của em. Em có thích cái hành vi đó không? Ờ, nếu như mà nói chung là em
Nếu mà nghe người khác khen về bạn trai mình thì em thích, nhưng mà kiểu em sẽ cảm thấy, nếu mà nhiều lần quá thì em sẽ cảm thấy là kiểu mình đang lợi dụng người ta, sao hài nữa không là em không thích. Ok. Nhưng mà lợi dụng nhưng mà không có cái gì đó gọi là ghê gớm lắm, bởi vì anh có tiền và anh ấy tự nguyện mà, đúng không? Và khi được bạn khác khen bạn trai mình ga lăng này kia thì mình cũng vui, thích, đúng không? Phương Huyền có nghĩ như vậy không Huyền? Có, em nghĩ như vậy, em rất tự hào về bạn trai của đúng em. Đúng rồi, tự hào. Rồi. Và duyên nó tới, sau 10 năm thì quyết định kết hôn với người bạn trai này, Phương Huyền ạ. Thầy lấy ví dụ như bạn ấy hơn em khoảng 5 tuổi gì đó, hay 3 tuổi gì đó. Gu của thông thường là phải hơn chút xíu, thu nhập cũng hơn luôn. Sau khoảng từ 6 đến 10 năm yêu nhau thì chúng ta quyết định kết hôn. Và khi ta quyết định ký vào cái tờ hôn thú thì có một số thứ nó thay đổi. Mới kết hôn thì chúng ta có tuần trăng mật rất là đẹp, lung linh. Nhưng khi cưới nhau rồi thì bạn bước sang một cái giai đoạn rất là mới trong mối quan hệ. Trước đây thì gọi cậu cậu tớ tớ, nhưng bây giờ chắc chắn phải anh em này. Trước đây thì gọi mẹ bạn ấy là cô là gì, còn bây giờ phải gọi là má là mẹ thôi, đúng không? Cha cũng vậy, trước đây gọi là chú là bác, thì đây gọi là ba hay là bố, đúng không? Bước sang giai đoạn mới. Ngoài cái vấn đề xưng hô ra thì nó còn nhiều vấn đề nữa các bạn ạ. Trước đây đi ăn anh ấy chi trả bởi vì anh có thu nhập cao, bạn mình khen anh ga lăng, thích chứ. Nhưng bây giờ tiếp tục mời bạn bè mình đi ăn và anh ấy tiếp tục cứ chi trả một cách rất là tự nguyện như vậy. Phương Huyền, em có thích không em? Mời bạn đi ăn mà vẫn chi, em không thích thế. Không thích. Tại sao lại không thích? Trước đây thì người ta khen rất là thích mà bây giờ thì bạn bè khen chồng mình ga lăng lại không thích. Vì sao vậy? Tại vì về chung rồi là túi chung. Rồi ok. Trước đây tiền của ông là của ông, tiền là của mình là của mình. Nhưng mà khi đã ký vào tờ hôn thú thì tiền của mình là của mình, nhưng mà tiền của ông cũng là của mình. Và khi ông ấy ga lăng thì cái tiền túi chung giống như Huyền nói á, nó sẽ bị tổn thất. Và ta không muốn cái tiền của mình cứ từ từ ra đi như vậy, phải có cái kiểm soát của mình. Và đó cũng là một tín hiệu của những cái xung đột nảy sinh đó. Quan điểm về mặt chi tiền bây giờ nó thay đổi rồi. Đặc biệt khi hai vợ chồng đón một cái đứa con, dường như là một sự gắn kết tăng lên, nhưng nó cũng đưa ra vô cùng nhiều thách thức. Chẳng hạn trước đây ông đi làm, mỗi tháng ông đưa cho mình 7 triệu. Ok, thế là cũng tạm ổn rồi. Nhưng bây giờ có một đứa con, chi tiêu trong gia đình tăng lên rất là nhiều. Và tiếp tục ông ấy đưa 7 triệu là không được. Thế nên bây giờ ông phải đưa nhiều hơn. Ví dụ lương ông được 20 triệu, bây giờ yêu cầu ông phải đưa 10, 15 triệu chẳng hạn. Thế thì ông bảo như vậy thì còn đâu nữa mà phát triển, đúng không? Còn có 5 triệu thì làm gì có quan hệ phát triển được nữa. Cho nên bắt đầu xung đột về vấn đề quản lý tài chính. Trước đây cuối tuần là hai đứa đi ăn ngoài, còn bây giờ có con rồi chẳng nhẽ lại bế ra ngoài. Nhưng cái gu của ông ấy vẫn thích ra ngoài như vậy thì sao? Ông ấy có thể thay đổi đi ăn với bạn bè. Cuối tuần ông đi cà phê với bạn bè, nhưng bây giờ có con rồi thì ai phụ dọn nhà, giặt đồ? Chưa nói nó lớn lên một chút xíu nữa thì lại có những cái tranh chấp về vấn đề giáo dục con như thế nào. Truyền thống hay là mới, bà mẹ hổ hay là bà mẹ bồ câu. Những cái xung đột đó nó đưa chúng ta vào giai đoạn thứ hai là giai đoạn bão tố đó các bạn. Cãi lộn bắt đầu xảy ra. Trong một nhóm cũng vậy, khi các bạn làm việc nhóm thì những vấn đề xung đột, mâu thuẫn nó cũng dễ dàng nổ ra. Nhưng đó lại là một tín hiệu tuyệt vời, bởi vì sau bão tố chúng ta sẽ đến với giai đoạn hình thành chuẩn mực. Những cái cam kết, những cái điều mà chúng ta cho rằng đúng đắn sẽ được chia sẻ. Đó. Một nhóm 6 thành viên cãi nhau có khi chúng ta bắt đầu tách nhóm, còn 3 thành viên ủng hộ quan điểm này, 3 thành viên ủng hộ quan điểm kia. Ngay cái việc thuyết trình bằng phần mềm nào thôi ạ. Có nhóm thì bảo là em thích thuyết trình bằng PowerPoint truyền thống, có nhóm thì bảo là em dùng Canva, có nhóm thì bảo là em thích thiết kế giống như một vở kịch cơ. Vậy thì trong cái nhóm 6 người đó, nếu có 3 quan điểm thì sao? Họ sẽ cãi lộn với nhau. Và nếu chúng ta nhìn vào cái mục tiêu chung là làm thế nào để đạt hiệu quả thì chúng ta có thể ngồi thương lượng với nhau. Thay vì làm PowerPoint truyền thống thì chúng ta có thể chuyển qua một vở kịch hoặc là một cái phần mềm nào đó có giao diện đẹp hơn. Và khi đó các thành viên dựa vào sự tin tưởng và tôn trọng với nhau, chúng ta đã bước sang giai đoạn hình thành chuẩn mực. Và khi chúng ta bắt đầu chia sẻ nhiệm vụ để hoàn thành cái bài thuyết trình này, ai làm cái gì, ai làm cái gì đến thời điểm nào, thì chúng ta đang bước vào giai đoạn thực hiện. Và tại giai đoạn thực hiện, người nào và việc nào hiệu quả sẽ cao nhất. Hai vợ chồng yêu nhau trong thời gian học cao học ở trường kinh tế đi ạ, học cùng lớp. Chương trình cao học để diễn ra trong thời gian khoảng từ 2 đến 4 năm, tùy bạn nào làm nhanh hay làm chậm.
Thì đến năm thứ hai thì hai người quyết định về chung một nhà, tức là cưới nhau. Mà hai người khổ lỗi là học chung một buổi 3 năm 7 và vừa về chung cái thì vài tháng sau để sinh con. Và khi sinh con thì buộc phải có một người phụ trông con ở nhà, chứ hai vợ chồng không thể đi học cả được. Vậy bây giờ ai là người nghỉ học đây? À, Bảo Tố nổi lên. Bảo Tố nổi lên. Nếu mà nhà nội nhà ngoại đều xa, chúng ta lại không muốn thuê người làm, vậy thì phải có chồng hay vợ ở nhà chăm con. Vậy thì ông chồng hy sinh hay là người vợ tiếp tục ở nhà? Nếu ông chồng ở nhà thì sao? Quá tốt cho bà vợ đi học. Nhưng ông chồng sẽ nói rằng tôi là trụ cột gia đình, em ở nhà trông con, còn anh tiếp tục đi học. Báo tố nổ đó. Bây giờ gặp phải tình huống đó thì bước vào giai đoạn chuẩn mực, chúng ta phải dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, đúng không? Đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhau. Thế thì chúng ta phải làm thế nào? Cách đẹp nhất là cả chồng cả vợ vẫn đi học, nhưng mà chúng ta làm gì ạ? Chúng ta có thể đổi ca học đi. Trước đây yêu nhau thì hai người cùng học tối 3 năm 7, còn bây giờ có con rồi, cưới nhau rồi, thôi tách ra, người học 3 năm 7, người học 24/6. Như vậy thì chúng ta đã có chuẩn mực. Và 24/6 là vợ, 3 năm 7 là của chồng. À, chúng ta cũng mặc nhiên hiểu rằng nếu ngày 3 năm 7 đó mà ông thầy nghỉ ốm thì người chồng có quyền đi chơi đâu đó. À, cứ đúng giờ 9 giờ thì về. Người vợ vào 24/6 nếu ông thầy bà cô ốm bệnh gì đó cũng mặc nhiên được hiểu, có thể đi tám chuyện cà phê với bạn bè đến 9 giờ về. À, vậy là chúng ta bước vào giai đoạn thực hiện. Đặc trưng của các giai đoạn này, nhiều khi chúng ta nhìn vào giai đoạn bão tố là không thích, nhưng nếu bạn thiếu giai đoạn đó thì hiệu quả làm việc của nhóm cũng sẽ có thể không tốt. Yeah. Ví dụ như là nhóm trưởng đi ạ, bạn phân công cho nhóm thành viên của mình ai làm việc gì, thế là người ta cứ thế làm thôi, không có hề có cãi cọ gì ạ, nhóm trưởng phân thì làm. Nhưng đến lúc hiệu quả thì sao? Hiệu quả không cao thì chúng ta đổ lỗi cho nhóm trưởng. Vậy thì tại sao chúng ta không lên tiếng ngay từ khi mà chúng ta có ý định phân công nhiệm vụ đi? À, cái điều này là tôi có lợi thế này, tôi xin nhận. À, điều này là tôi không tốt, thì để hiệu quả tốt hơn thì đề nghị bạn này làm, bạn kia làm. Nếu chúng ta làm được cái giai đoạn bão tố như vậy thì tin rằng giai đoạn thực hiện sẽ có hiệu quả tốt nhá. À, đặc trưng của giai đoạn như này ạ, thứ nhất là giai đoạn hình thành, giai đoạn đầu quá trình phát triển có đặc biệt rất nhiều rủi ro. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn bão tố. Giai đoạn 2 của quá trình phát triển có đặc điểm thường xảy ra xung đột trong nội bộ nhóm, chia tách các nhóm có thể xảy ra ở đây đấy. Hai vợ chồng trong 5 năm đầu hôn nhân rất có thể là đối diện với giai đoạn này và rủi ro là quay trở lại điểm xuất phát. Cho nên ly hôn thông thường nó cũng diễn ra những năm đầu sau hôn nhân các bạn ạ. Chứ không phải là kết hôn nhau 20-30 năm rồi bắt đầu mới ly hôn, ít lắm. Vợ chồng nào mà 6-70 mà ly hôn thì thường được lên báo đó. Tại sao được lên báo? Vì tỷ lệ nó vô cùng ít. Và khi ít như vậy thì nó trở thành một việc hiếm lạ. Và hiếm lạ thì bắt đầu dư luận bắt đầu quan tâm. Tại sao điều đó lại xảy ra với ông bà 70 tuổi? À, và lên báo. Giai đoạn số 3 là giai đoạn hình thành chuẩn mực. Đặc điểm của giai đoạn này là mối quan hệ thân thiết, bền chặt lẫn nhau, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Và giai đoạn cuối là giai đoạn thực hiện. Giai đoạn này là nhóm hoạt động theo chức năng đầy đủ và hiệu quả cũng là cao nhất. Còn cái giai đoạn tan rã các bạn, chúng ta không muốn nhắc tới, nhưng mà sinh lão bệnh tử, hai vợ chồng của chúng ta có chúc nhau hạnh phúc thì cũng chỉ chúc nhau được bao nhiêu, vài chục năm thôi. Bởi vì tuổi thọ cao nhất của con người của chúng ta bây giờ cũng chỉ là khoảng 120 tuổi thôi. Vậy thì ai đó kết hôn ở tuổi 30 thì chúng ta cũng chỉ sống với nhau cùng lắm là maximum được 90 năm. Hôn nhân thì cũng như vậy thôi. Tuổi thọ chúng ta cũng chúc nhau được 250 gì đó, đúng không? Sống với nhau đầu bạc răng long thôi. Vậy thì cuối cùng là tan rã. Vậy thì bất kỳ một nhóm nào chúng ta cũng đều phải chấp nhận cái giai đoạn tan rã của nó. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần cấu trúc nhóm. Đây là phần trình bày rất là thú vị. Thầy nghĩ là có rất nhiều nội dung để chúng ta trao đổi liên quan đến các cái đặc tính của nhóm, như là vai trò, chuẩn mực, tính liên kết, địa vị, quy mô và sự đa dạng. Nội dung trình bày của nhóm này phải được đánh giá là rất nhiều nội dung. Rất nhiều nội dung. Và thầy nghĩ là trong các nội dung này cũng có những kiến thức cực kỳ hay, cực kỳ hay. Lưu ý là trong cái bài kiểm tra giữa kỳ của chúng ta sẽ có nhắc đến các cái phần cấu trúc nhóm này, chắc chắn sẽ có một câu hỏi liên quan đến căn này. Cho nên khi chúng ta lắng nghe nhóm trình bày, điều gì không hiểu chúng ta ghi chú ra và đặt câu hỏi cho nhóm, đặt câu hỏi cho nhóm để nhóm trả lời. Và nếu nhóm trả lời không được thì thầy tham gia. Để kết thúc buổi hôm nay thì chúng ta phải hiểu tương đối ổn cái đặc tính nhóm này nhé. Và trong quá trình nhóm trình bày, các nhóm lắng nghe, chúng ta có nhiệm vụ là
Thứ nhất là nhận xét phần trình bày của các thành viên. Thứ hai là đặt câu hỏi, nhóm nào cũng phải làm hai cái nội dung đó. Và kết thúc bài trình bày là chúng ta phải có sẵn sàng cái đó rồi. Thứ nhất là kết thúc phần trình bày là phải có câu hỏi này và có bài nhận xét về các thành viên nhá. Các bạn có thể nhận xét trực tiếp hoặc các bạn có thể đánh trên textbox cũng được nha. Ok, cho thầy hỏi là nhóm số 3 mình chuẩn bị sẵn sàng chưa Quân? Dạ, nhóm em sẵn sàng rồi. Rồi, ok. Bây giờ còn hơn phút nữa mới đến 8:10 đấy. Nhóm sẵn sàng rồi thì thầy sẽ nhường sân khấu cho nhóm luôn nhá. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì nhóm 3 sẽ trình bày về đặc tính nhóm. Mục tiêu của mình hôm nay sẽ là cung cấp cho mọi người kiến thức về vai trò của đặc tính nhóm. Và sẽ có một trò chơi cái hút sau buổi thuyết trình. Và sẽ có những phần trao đổi câu hỏi giữa các nhóm với nhau. Bây giờ thì bạn Bảo sẽ trình bày phần đầu tiên cho các bạn. Trước khi nhóm trình bày cho thầy hỏi chút xíu đi ạ. Lớp chúng ta đã làm quen với nhau được hơn năm rồi. Và cho thầy hỏi nhóm 5 chàng trai này đã duy trì từ môn đầu tiên đến đây hay là 5 chàng trai này là random trong cái môn này thôi? Tại sao nhóm của mình lại toàn là bạn trai thế này? Nhóm em chơi với nhau từ đầu thôi. Thế á? Là các môn học cũng chỉ có 5 bạn trai này với nhau thôi hả? Dạ, tùy môn thôi. Thế à? Cũng thay đổi được, cứ random thì là khác, còn tự chọn là về nhóm của nhau à? Dạ đúng rồi. Dạ yeah, ok. Tại vì bây giờ đối với sinh viên K46 mà tìm được một nhóm mà toàn con trai như thế này là hiếm lắm nha. Tại trường của chúng ta thì nhóm toàn nữ thì đúng, dễ. Nhưng bây giờ bạn trai thì ít hơn. Nhưng mà một nhóm nào mà có 5 bạn trai như này thì là hiếm đó yeah. Quý là hiếm hay hiếm là quý không biết nữa yeah. Rồi, có ai muốn đặt câu hỏi phỏng vấn khi nhìn thấy bạn mình xuất hiện trên cam không? Cho các bạn giao lưu phút đấy nha. Sao nhóm này giống như là một cái gì đó, một nhóm tài tử điện ảnh ở đâu ấy ha. Nhóm này có cái phải là sở thích mình thích là xem phim hay là thích lĩnh vực điện ảnh không hả Quân? Dạ không thầy, nhóm em có nhiều sở thích. Thế á, thì từ cái nhóm này giống như nhóm cùng diễn viên điện ảnh ở đâu ạ. Rồi ok. Các bạn nào muốn đặt câu hỏi cho nhóm 3 chàng trai này không? À 5 chàng trai này không? Rồi, nếu không có câu hỏi nào thì các bạn đi dành năng lực cho cái phần câu hỏi cho cả nhóm cuối giờ. À, cả nhóm lên sóng đi ạ, được rồi ạ. Xin chào thầy và các bạn, cảm ơn mọi người đã tới buổi thuyết trình ngày hôm nay. Và tới buổi đầu tiên, và tới phần đầu tiên chúng ta sẽ tới với vai trò. Vai trò là một tập hợp những hành vi mong đợi dành cho một người đang ở một vị trí nào đó trong một đơn vị xã hội. Trong cuộc sống thì đương nhiên chúng ta luôn giữ nhiều vai trò khác nhau. Ví dụ như một giám đốc nhà máy điện, ông ta có thể giữ vai trò như là một kỹ sư điện, một người quản lý công việc của công ty. Ngoài ra trong đời sống, ông cũng có thể giữ một vai trò như một người chồng, một người cha, một thành viên trong một câu lạc bộ thể thao. Ví dụ như chúng ta là những sinh viên trong trường thì chúng ta có thể giữ vai trò như một sinh viên học đại học, nhưng khi ở ngoài chúng ta làm việc chúng ta có thể giữ vai trò như một nhân viên phục vụ bán thời gian. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tới trong một cấu trúc, một tập thể nhóm đều tồn tại 5 trạng thái của vai trò. Thứ nhất là động nhất vai trò, là một trạng thái và hành động không thay đổi đối với một vai trò được gọi là động nhất. Đến thứ hai là nhận thức vai trò, quan điểm của một cá nhân về việc anh ta được hỗ trợ như thế nào để hành động trong một tình huống nhất định nào đó. Thứ ba là kỳ vọng về vai trò, những người khác tin rằng một người nên hành động như thế nào khi gặp một tình huống cụ thể. Thứ tư là xung đột vai trò, tình huống khi một cá nhân phải đối đầu với những kỳ vọng khác nhau về vai trò. Thứ năm là hợp đồng tâm lý,
một bản thỏa thuận không bằng văn bản đề ra giữa những người quản lý và nhân viên với nhau và ngược lại. Ví dụ như quản lý sẽ muốn nhân viên của mình làm việc chăm chỉ, vượt doanh số tháng này, ngược lại nhân viên sẽ muốn quản lý tôn trọng mình, không áp đặt quá nhiều công việc lên bản thân. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các chuẩn mực cho các thành viên trong nhóm biết họ phải làm gì hoặc không được làm gì trong một số tình huống. Các chuẩn mực này thì các thành viên trong nhóm sẽ quy tắc ngầm với nhau. Ví dụ như ăn mặc như thế nào trong công văn phòng thì gọi là hợp lý, tới trễ ở mức độ nào thì có thể chấp nhận được. Những điều mà những quản lý thường người ta sẽ quan tâm nhiều nhất đến các chuẩn mực liên quan đến công việc. Khi đã biết được các chuẩn mực, bởi vì các chuẩn mực của công việc này, các chuẩn mực liên quan đến công việc thì họ sẽ tác động hầu hết vào kết quả của các hành vi cá nhân. Ví dụ như ta cũng thường thấy trong thực tế, một nhân viên giỏi và có tiềm năng khi mà anh ta sẽ có xu hướng là bị chèn ép bởi những chuẩn mực của nhóm nên không thể phát triển hết tiềm năng của mình. Các thành viên trong nhóm thường tạo áp lực cho các những người còn lại để họ đưa hành vi của họ đúng về chuẩn mực của nhóm. Nếu như một người đã phạm sai lầm, họ sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, chuẩn mực cũng sẽ có những ảnh hưởng tích cực đến cho nhóm. Ví dụ như nó giúp duy trì sự sống còn của nhóm, tăng khả năng dự đoán hành vi của các thành viên trong nhóm, giảm những quan hệ rắc rối giữa các thành viên trong nhóm, và cuối cùng là giúp phân biệt các nhóm khác nhau. Do đó, khi một người quản lý hiểu về được các chuẩn mực của nhóm, anh ta sẽ giải thích được các hành vi. Và bên cạnh đó, nếu như các chuẩn mực của nhóm tác động tích cực đến kết quả hoạt động thì quy trình hoạt động sẽ trở nên chân chu và có hiệu suất hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ tới phần địa vị. Xin mời bạn Dương. Cảm ơn bạn Bảo. Sau đây mình sẽ tiếp nối bạn Bảo, mình sẽ thuyết trình về phần địa vị. Đầu tiên định nghĩa của địa vị là vị trí hoặc thứ địa vị là vị trí hoặc thứ hạng của xã hội được xác định cho các nhóm hoặc thành viên nhóm bởi những người khác thâm nhập vào xã hội. Ngay cả nhóm nhỏ nhất cũng sẽ thấy được sự khác biệt về tình trạng thành viên theo thời gian. Địa vị còn là một động lực quan trọng và có hậu quả hành vi. Khi các cá nhân nhận thức được sự khác biệt giữa những gì họ tin rằng tình trạng của họ là gì và những gì người khác cho là địa vị, có một số hiệu ứng thú vị đối với sức mạnh của mình và áp lực để tuân thủ. Những cá nhân có địa vị cao có thể dễ đi lệch chuẩn mực của họ khi họ nhận thấy cái dạng thấp của bản sắc xã hội với nhóm của họ, để tránh áp lực từ các thành viên cấp hơn của những người khác. Chẳng hạn như những người có địa vị cao có khả năng chống lại áp lực tuân thủ tốt hơn so với các đồng nghiệp có vị trí thấp hơn họ. Một cá nhân được đánh giá cao bởi một nhóm nhưng không cần hoặc không quan tâm đến phần thưởng của xã hội nhóm, đặc biệt có thể bỏ qua các tiêu chuẩn phù hợp. Nói chung, việc đưa các thành viên có địa vị cao vào một nhóm có thể cải thiện hiệu suất, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó, và có vẻ vì những thành viên này có thể đưa ra các chuẩn mực phản tác dụng. Tiếp theo là phần địa vị về tương tác nhóm. Ở phần này, mọi người có xu hướng trở nên quyết đoán hơn khi họ tìm cách đạt được các địa vị cao hơn trong một nhóm, và họ nói ra nhiều hơn, chỉ trích nhiều hơn, ra lệnh nhiều hơn và ngắt lời người khác thường xuyên hơn. Chẳng hạn như các thành viên của một nhóm lower status có xu hướng ít tham gia tích cực hơn vào các cuộc thảo luận nhóm. Và khi họ có kiến thức chuyên môn và hiểu biết sâu thì lúc đó họ mới thêm dự vào. Vì không sử dụng đầy đủ thành viên của lower status này, nó sẽ giảm cái hiệu suất chung của nhóm. Nhưng điều đó không có nghĩa một nhóm chỉ có những cá nhân có địa vị cao sẽ được ưu tiên hơn. Và tiếp theo là đến phần địa vị về bất bình đẳng. Điều quan trọng là các thành viên trong nhóm họ tin vào trạng thái phân cấp. Ở đây là sự công bằng. Sự bất bình đẳng được nhận thức tạo ra sự mất cân bằng. Điều này truyền cảm hứng cho nhiều loại hành vi sửa chữa khác nhau. Chẳng hạn ta có thể thấy trong một lớp học giữa một bạn A và một bạn B cùng làm một cái đề tài và để đưa lên thầy cô, nhưng nhà bạn B có mối quan hệ và có cái địa vị trong xã hội nên đã được thầy cô ưu tiên và được
ưu tiên cái vấn đề tài đó. Và các nhóm thường đồng ý với nhau về cái tiêu chí trạng thái, do đó thường có sự đồng tình cao trên bảng xếp hạng nhóm cá nhân. Giám đốc điều hành kinh doanh có thể sử dụng thu nhập cá nhân hoặc tốc độ phát triển của công ty của họ làm yếu tố quyết định trạng thái. Những người quản lý chiếm vị trí trung tâm, các vị trí trong xã hội của họ thường được gọi là có địa vị cao hơn, và cấp dưới về vị trí này thực sự chuyển thành ảnh hưởng lớn đối với chức năng của nhóm. Theo cái cuối cùng là các nhóm hình thành một trật tự trạng thái không chính thức dựa trên xếp hạng và chỉ huy của các nguồn lực cần thiết. Các cá nhân có thể thấy mình xung đột khi họ di chuyển giữa các nhóm tiêu chí khác nhau, hoặc khi họ tham gia các nhóm mà các thành viên có lý lịch không đồng nhất. Cái nền văn hóa cũng khác nhau trong tiêu chí của họ để phân tạo địa vị cho các cá nhân. Khi các nhóm không đồng nhất, sự khác biệt về trạng thái có thể gây ra xung đột khi nhóm cố gắng điều hòa các phân cấp riêng biệt. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 10, đây là một vấn đề khi quản lý tạo ra các nhóm nhân viên từ chức năng khác nhau. Và sau đây, tiếp nối phần trình bày của em là bạn Đạt sẽ thuyết trình về địa vị và sự kỳ thị về địa vị nhóm. Mình sẽ bắt đầu với địa vị và sự kỳ thị. Tiếp nối cho bạn Bo thì địa vị và sự kỳ thị là địa vị của chính bạn sẽ ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận về bạn, và địa vị của những người xung quanh bạn cũng có thể ảnh hưởng đến quan điểm của người khác về bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị kỳ thị có thể lây cho người khác sự kỳ thị của họ. Hiệu ứng lây lan sự kỳ thị này có thể dẫn đến những ý kiến và đánh giá tiêu cực của người khác đến người gần gũi với người bị kỳ thị, dù đó là vô tình. Ví dụ như khi bạn đang đi cùng một anh bạn danh hồ, thì người xung quanh ở thời điểm đó cũng đánh giá bạn là một người không đàng hoàng và có những hành vi tệ nạn. Tiếp theo là địa vị nhóm. Đôi khi các nhóm đại diện cho các lực lượng thống trị trong một xã hội và có địa vị cao. Điều này có thể tạo ra sự phân biệt đối xử với các nhóm khác, các nhóm có địa vị thấp hơn. Khi các nhóm có địa vị cao cảm thấy sự phân biệt đối xử với các nhóm có địa vị thấp hiện rõ, họ có thể làm tăng thành kiến đối với các nhóm đó một cách thường xuyên hơn, và sự phân biệt địa vị này sẽ càng ngày một rõ hơn. Ví dụ, các thành viên trong nhóm có địa vị cao thường tự do hơn, ít chịu khuôn phép từ các chuẩn mực của tổ chức, và áp lực tuân thủ cũng ít hơn so với các nhóm có địa vị thấp. Những nhóm có địa vị cao thì mức thu nhập sẽ cao hơn, quyền lực hơn. Như vậy, những cá nhân quá nhạy cảm về ý nghĩa công bằng có thể sẽ cảm thấy bất công và giảm bớt nỗ lực làm việc, kéo theo năng suất làm việc giảm sút, hoặc họ sẽ tìm cách lập lại sự công bằng như là làm một công việc khác. Tiếp đó là quy mô nhóm. Khi nghiên cứu về quy mô nhóm, người ta nhận thấy rằng nhóm ít người, khoảng 7 người, hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn nhóm đông người, 12 người hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, nhóm đông người lại có ưu thế nhờ sự đa dạng của các thành viên. Một trong những phát hiện quan trọng liên quan đến quy mô nhóm là lãng phí thời gian khi làm việc tập thể. Sự lãng phí này được hiểu là khi làm việc tập thể, cá nhân có khuynh hướng ít cố gắng hơn là làm việc cá nhân, dẫn đến năng suất lao động bình quân của cả nhóm sẽ nhỏ hơn năng suất lao động của từng cá nhân trong nhóm. Tại sao vậy? Nguyên nhân là do có sự so bì, bởi có người cho rằng phân công công việc trong nhóm không đồng đều. Bên cạnh đó, trách nhiệm trong công việc còn mơ hồ, không ý thức cố gắng. Cuối cùng, hiệu suất của cá nhân cũng sẽ giảm khi họ cảm thấy rằng sự đóng góp của họ không được đánh giá đúng mức. Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng giữ cho các nhóm nhỏ là chìa khóa để cải thiện hiệu quả của nhóm. Giống như giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos sử dụng hai quy tắc hai chiếc bánh pizza, nói rằng nếu cần nhiều hơn hai chiếc bánh pizza để cung cấp cho nhóm thì nhóm đó quá lớn. Hoặc nhà tâm lý học nói rằng Joe Mueller khẳng định con số kỳ diệu là 7 cộng trừ 2 là quy mô nhóm lý tưởng.
hoặc tác giả và nhà xuất bản Forbes, Rich, Kagavit, các đội lớn hơn hầu như không bao giờ đồng biến với cơ hội thành công lớn hơn, bởi vì các kết nối tiềm năng giữa mọi người phát triển theo cấp số nhân khi nhóm tăng kích thước làm phức tạp thông tin liên lạc. Nói chung, nhóm hiệu quả nhất có từ 5 đến 9 thành viên. Kết thúc cho phần quy mô nhóm thì sẽ đến bạn Phương. Cảm ơn bạn Đạt, và mình sẽ nói tiếp về phần thuyết trình này. Thì nói về tính liên kết, thì tính liên kết là một thứ, thì một là một thứ không thể thiếu trong khi làm việc nhóm. Thì tính liên kết thể hiện mức độ gắn kết của các thành viên trong nhóm hay mức độ động viên để các thành viên ở lại làm việc chung. Nghiên cứu cho thấy sự tương quan giữa liên kết và năng suất lao động còn phụ thuộc vào các chuẩn mực liên quan đến thực hiện công việc do nhóm đề ra. Nếu chuẩn mực này cao và nhóm có tính liên kết cao thì năng suất làm việc của nhóm sẽ cao. Ví dụ như một nhóm không tính liên kết thì không thể nào đạt được hiệu quả và năng suất làm việc cũng thấp. Làm việc nhóm là một kỹ năng rất quan trọng cần có ở mỗi con người. Nếu bạn được bầu làm nhóm trưởng, bạn đã biết cách quản lý thời gian và công việc của nhóm một cách hiệu quả chưa? Vai trò của nhóm trưởng có tính chất sống còn đối với hoạt động của nhóm đó. Để đảm nhiệm vai trò đó một cách thành công không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi ở bạn rất nhiều thời gian, nỗ lực và tính kiên trì. Việc gắn kết các thành viên trong nhóm lại với nhau là có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm. Nếu không biết cách quản lý, bạn sẽ biến nhóm của bạn thành nhóm những cá nhân hoạt động rời rạc, không có sự gắn kết với nhau. Một kỹ năng thiết yếu không thể thiếu là khả năng và mong muốn gắn kết các thành viên với mục tiêu chung của nhóm. Tất cả những kỹ năng đồng đội khác đều vô dụng nếu tập thể đó thiếu sự gắn kết. Với tinh thần liên kết này, các thành viên sẽ sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vai trò nào cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù ở vị trí lãnh đạo hay thuộc cấp. Các yếu tố quyết định sự gắn kết của nhóm, sự tương đồng giữa các thành viên. Thứ hai, thành công của nhóm. Thứ ba, tăng thời gian các thành viên dành cho nhau. Thứ tư, nâng cao vị thế của nhóm và thành tích khó khăn đạt được. Thứ năm, kích thích cạnh tranh với các nhóm khác. Thứ sáu, tương tác giữa các thành viên. Và phần cuối cùng nhóm mình nói tới đây là tính đa dạng. Hầu hết các hoạt động của nhóm đòi hỏi sự đa dạng về kỹ năng và kiến thức. Như vậy, khi một nhóm không đồng nhất về giới tính cá nhân, tính cách cá nhân, ý kiến, khả năng, quan điểm, thì nhóm đó thường sẽ ra xung đột, nhưng kết quả thực hiện công việc lại cao. Còn sự khác biệt về chủng tộc, về văn hóa cũng sẽ làm cho quá trình thực hiện công việc hay cái giải quyết vấn đề của các thành viên trong nhóm khó khăn hơn. Tuy nhiên, theo thời gian, khó khăn này sẽ giảm dần và bất hẳn. Nhóm gồm các cá nhân khác nhau và các tính cách khác nhau và năng lực làm việc khác nhau. Khi cùng làm việc trong nhóm, mọi người sẽ có cơ hội bộc phát cho nhau, phát huy được thế mạnh của mỗi người, đồng thời giảm bớt các mặt hạn chế của từng cá nhân. Thì sự đa dạng của một nhóm là rất quan trọng. Nó mang lại sự khác biệt khi làm việc. Cụ thể, thứ nhất là nguồn nhân tài dồi dào hơn. Thứ hai, quan điểm khác nhau. Thứ ba, tăng cường cộng tác. Thứ tư, tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên. Và cuối cùng là lợi nhuận lớn hơn. Ví dụ như trong một nhóm bạn gồm 5 người và một trong năm thành viên đó có sự đa dạng tiêu biểu như là người làm slide giỏi, một thuyết trình giỏi, người làm viết nội dung giỏi, thì tất cả cái sự đa dạng này sẽ phụ trợ cho nhau, giúp nhóm đó hoàn thiện và thành công hơn. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của mình. Thì sau đây là phần trò chơi cơ hút do bạn Quân trình bày. Để củng cố thêm kiến thức về bài học thì bây giờ mình sẽ cùng chơi một số câu hỏi trắc nghiệm ở Kahoot. Các bạn vào phòng đi mấy bạn ơi. Đây là code nha.
mọi người vô nhanh nhanh nha mọi người. Một phút nữa thì mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Còn bạn nào chưa vô được nữa không? Để mình đợi. Hay là mình sẽ vô game luôn. Hết chưa mọi người ơi, mình vô game nha. Sao ít người trả lời đúng quá vậy? Để xem bạn xếp hạng sau câu hỏi đầu tiên nè mọi người. Bạn Thảo đang dẫn đầu. Thứ hai là bạn Nguyên Ngọc. Còn lại tất cả mọi người đồng vị trí thứ ba. Được, cùng đến với câu hỏi tiếp theo nha. Câu D. Bây giờ hãy xem thử có sự thay đổi gì trong cái bảng xếp hạng của chúng ta không nha. Bạn Ngân đã vươn lên dẫn đầu. Tiếp theo đó là bạn Bi. Đứng thứ ba là TT. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Mọi người cứ bình tĩnh mà làm nha. Thì thấy A và B đều đúng nên mọi người thường hay chọn câu này, nhưng mà thực ra đây là đáp án lừa. Câu đáp án chính xác của chúng ta là câu C. Bây giờ xem thử ai vươn lên dẫn đầu rồi.
Bây giờ Ngân đã xuống vị trí thứ hai và Phương Anh đã lên dẫn đầu rồi. Cùng tới với câu hỏi tiếp theo nè. Câu này thì có rất nhiều bạn trả lời đúng. Để xem thử là có sự thay đổi gì trong bảng xếp hạng không ta. À đây, Phương Anh thì vẫn dẫn đầu, nhưng mà vị trí thứ hai và thứ ba đã có sự thay đổi rồi. Thảo với lại Đức Minh đã vươn lên. Bây giờ đã được một nửa chặng đường rồi, mọi người cố lên nha. Đây là chắc là một câu hỏi dễ nên là hầu hết mọi người đều trả lời đúng. Không biết ai là người trả lời sai câu này đây. Để xem thử là có gì hay ho bất ngờ hôm nay. À, bạn xếp hạng vẫn giữ nguyên. Vậy thì hãy tới câu tiếp theo nào. Cũng rất nhiều bạn trả lời đúng. Về cũng chỉ có một người trả lời xa thôi. Không biết lần này là có sự thay đổi gì không. À, Phương Anh đã vươn lên rồi nè. Đây, bạn đang dẫn đầu với chuỗi 4 câu trả lời đúng liên tiếp. Mọi người cố gắng lên nha. Vẫn còn cơ hội để vượt qua bạn. Mấy câu hỏi sau này đều là câu hỏi dễ nên mọi người trả lời đúng rất là nhiều. À, bây giờ thì Phương Anh vẫn dẫn đầu. Tiếp theo đó là Thảo với Ngân. Cũng có bài tới có tới 7 bạn là đã trả lời đúng 3 câu liên tiếp luôn rồi. Chỉ còn vài câu hỏi nữa thôi, mọi người cố gắng bứt phá nha. Thì không có nhiều bạn trả lời đúng lắm. Có thể là sẽ có sự biến chuyển trong cái bảng xếp hạng của chúng ta. À không, Phương Anh vẫn dẫn đầu. Bạn Phương Anh đang bỏ xa các bạn còn lại với hơn 1.000 điểm. Chỉ còn 2 câu nữa thôi, mọi người cố lên nha. Okay.
câu trả lời của câu hỏi này là đúng. Để xem thử. À, Nguyên Ngọc đã lên vị trí số 3 rồi nè. Đấy, mọi người thấy là chỉ một câu hỏi thôi thì mọi người có thể bứt phá lên được. Đây là một trong những cơ hội cuối cùng của mọi người để vươn lên mấy cái vị trí dẫn đầu nha. Chỉ có 6 bạn trả lời đúng thôi. Bây giờ thì hãy cùng xem cái kết quả cuối cùng của bảng xếp hạng ngày hôm nay, xem thử là những người về nhất, về nhì, về ba là ai nha. Wow, rất bất ngờ, bạn Nguyên Ngọc đã vươn lên dẫn đầu. Đứng thứ hai là vị trí của bạn Ngân, và đứng thứ ba là vị trí của bạn Phương Anh. Thì sau cái trò chơi này thì mọi người cũng đã hiểu hơn về bài học của chúng ta rồi. Thì sau đây thì team mình có chuẩn bị một cái clip vui vẻ để mọi người xem thư giãn sau khi chơi cái trò chơi căng thẳng này. Thank you.
Ok, bây giờ thì mọi người, cái nhóm có câu hỏi gì muốn đặt cho nhóm mình thì mọi người chat vô cho nhóm mình biết nha. Alo, Quân ơi, cho thầy hỏi. Dạ, sao thầy? Nhóm mình trình bày hết nội dung chưa vậy? Dạ, hết rồi thầy. Sao như một cơn gió thế? Thầy có xem cái bài uột của nhóm em trình bày chuẩn bị khá là nhiều nội dung. Và thầy cũng cho nhóm mình những 50 phút. Dạ, chắc tại nhóm em nói nhanh với lại sáng cũng không muốn để các bạn buồn ngủ nên... mấy cái phần mà gọi là không cần thiết gây nhàm chán thì em đã lược bỏ bớt rồi. Như em lược bỏ hơi quá tay nghe Quân. Dạ không, em nhóm em vẫn đề lại rất là nhiều nội dung đó thầy. Nhưng mà nhóm em tóm tắt lại để nói cho nó ngắn gọn là thôi. Hôm nay có thêm bạn nữa là Đạt. Đạt. Dạ thầy, là cái laptop của em nó bị hư mic rồi thầy, nên em dùng điện thoại để nói ạ. Ok. Rồi, cho các bạn đặt câu hỏi liên quan đến phần trình bày của nhóm 3 đi ạ. Chắc phần này thầy sẽ hệ thống hóa lại nhá. Tại vì các đặc tính này thầy nghĩ có nhiều nội dung hay lắm. Phần chuẩn bị uột của em cũng tương đối ổn, nhưng mà lên slide thì nhóm em đã cắt hơi mạnh tay rồi đó nha. Nhóm của mình là em gửi không đúng cái ngày, em gửi ngày trình bày là 13 tháng 11 cho nên thầy bỏ qua, thầy không có xem. Chủ đề này rất là gần với hoạt động đội nhóm của chúng ta, nên là thầy nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi. Các bạn đặt câu hỏi đi ạ, lắng nghe phần trình bày. Alo, cái nhóm vui lòng đặt câu hỏi lên trên này ạ. Thầy mới nhìn thấy một nhóm là của bạn Long thôi ạ. À thôi thế này đi ạ, bây giờ đợi câu hỏi các bạn thì cũng sợ là tương đối lâu. Thế này nhá, từ giờ cho đến lúc 8:50 các bạn vui lòng đánh cái câu hỏi của mình lên Textbox. Nhóm nào mà đánh xong rồi thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao đến 9:10 chúng ta sẽ quay trở lại nha các bạn. Alo. Nhá, để tránh mất thời gian và cũng có thời gian cho nhóm số 3 suy nghĩ trả lời. Các bạn vui lòng trong 3 phút nữa các bạn đánh câu hỏi của mình lên trên Textbox nha. Mỗi nhóm ít nhất một câu hỏi. Và nếu được thì mỗi nhóm cũng có một cái phần nhận xét. Nếu mà không có muốn nhận xét ở đây thì đầu giờ thầy sẽ hỏi các bạn nhận xét gì về phần trình bày của nhóm số 3. Bây giờ câu hỏi đã nha các bạn. Rồi, nhóm nào mà đặt câu hỏi xong rồi thì có thể nghỉ giải lao. 9:10 chúng ta quay trở lại. Thầy ơi, đặt nhiều câu hỏi với độ điểm cộng thầy. Đặt nhiều câu hỏi và thầy nghĩ là nếu mà nhóm của bạn Quân á, bạn ấy thấy những câu hỏi này trả lời và có thể tăng cái gì ạ? Ha, hiệu quả hiệu suất gì đó cho cái hoạt động đội nhóm của chúng ta thì rất là xứng đáng. Nhóm của em cũng đặt những mấy câu rồi còn gì nữa. Dạ có một câu mà thầy. Nhóm nào đặt xong rồi thì nghỉ giải lao. Riêng nhóm trình bày sau khi tổng hợp lại câu hỏi thì trong giờ nghỉ giải lao các bạn phân bố cho người nào trả lời câu nào thì chuẩn bị trước. Vào giờ thì chúng ta sẽ trả lời luôn nhé, nhé Quân. Yeah. Okay.